Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 8 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn tiếp bài số 5. Study habits. Now, unit 5 study habits. Read page 49. Bây giờ các bạn mở sách ra cùng học với cô nha. Now open your books and notebooks please. Now unit 5 study habits. Read. Now part 1 vocabulary. Phần thứ nhất chúng ta sẽ đi vào từ vựng nha các bạn. Rồi các bạn mở tập ra chép từ vựng với cô nha. Now learner. Chúng ta có động từ learn đúng không các bạn? Learn chúng ta quá quen thuộc đó là học. Thì danh từ của nó learner là người học ha, người học. Learner. Mother tongue, tiếng mẹ đẻ ha. Ví dụ mình là người Việt thì tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt ha. Mother tongue, tiếng mẹ đẻ. Mother tongue. Learn by heart. Học mà học bằng trái tim ta gọi là học thuộc lòng ha. Nhớ cụm từ này cho cô nha. Learn by heart. Instead ha, để thay thế. Stick, dán. Bài này là học về từ vựng ha. Học về cách học từ vựng thì có một số người ta học từ bằng cách là ta viết từ ra những tờ giấy nhỏ xong rồi ta dán khắp nơi trong nhà để ta học đó. Thành ra trong bài này mình sẽ gặp cái động từ stick, dán ha, stick, dán. Come across, tình cờ gặp ha. Tình cờ mình đọc đoạn văn mình gặp được một cái từ mới thì mình sẽ học nó như thế nào. Đó, hôm nay chúng ta sẽ biết thêm một số từ vựng như vậy đó. Come across, tình cờ gặp. Underline gạch dưới. Underline gạch dưới. Highlight làm nổi bật lên. Có một số người học từ bằng cách ta gạch dưới những cái từ quan trọng hoặc là ta dùng bút dạ quang á. Ta làm nổi bật cái từ đó lên. Highlight. Rồi các bạn nhớ chép từ vô đầy đủ hết cho cô nha. Và nhớ luyện đọc ở nhà đó. Từ ở nhà luyện đọc cho cô. Now importance. Danh từ nha các bạn. Now sự quan trọng. Importance. Và nó có tính từ nữa nha. Important. Quan trọng. Từ trái nghĩa của nó. Unimportant. Không quan trọng. And ADV và phó từ trạng từ của nó là importantly. Now important, unimportant, importantly. Revision, sự ôn luyện. Trong quá trình học tiếng Anh thì học từ chúng ta cần phải ôn luyện nhiều lần chúng ta mới nhớ được nó các bạn. Học một lần mà chúng ta không sử dụng tới nó là chúng ta sẽ quên thôi. Thành ra sự ôn luyện trong quá trình học từ tiếng Anh rất là quan trọng. Chúng ta phải ôn đi ôn lại ha. Revision, sự ôn luyện. Và từ này có động từ các bạn. Revise, ôn luyện lại. Nào, revise. Chúng ta có từ tiếp theo đó là cần thiết ha. Necessary, cần thiết. Và từ trái nghĩa với nó unnecessary, không cần thiết. Động từ need. Và danh từ của nó nè, necessity ha, sự cần thiết. Rồi chúng ta chép vào hết cho cô nha, chép vào và nhớ luyện đọc cho cô nha. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài đọc ha, bài đọc trong sách giáo khoa trang 49 á. Các bạn mở sách ra cho cô nha. Nào, open your books and listen carefully. Và lắng nghe cẩn thận cái bài đọc này cho cô nha. Now listen. Read. Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way. In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper
and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time. Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words. There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn 10 words in 2 days, you can do so in two ways. You can learn the first 5 words the first day, and then learn the other 5 the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the 10 words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times. Language learners should try different ways of learning words so as to find out the for themselves. Ask yourself the question, how should I learn words? Rồi, bây giờ cô và các bạn sẽ đọc lại cái bài này ha. Chú ý những cái cụm từ quan trọng cho cô ha. Chúng ta cầm viết lên và gạch dưới trong sách luôn cho cô. Những cụm từ, những giới từ mà chúng ta cần phải nhớ nè. Now, language learners learn words in different ways. Now, underline in different ways. À, chúng ta chú ý cho cô giới từ in nha. Gạch dưới cho cô giới từ in nè. Bằng những cách khác nha. Các bạn chú ý những cái giới từ đi trong cái cụm từ là chúng ta phải nhớ và thuộc thuộc lòng để làm bài kiểm tra cho tốt. Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue. À, vài người học thì lập một cái danh sách từ rồi ghi nghĩa những cái từ mới đó bằng tiếng mẹ đẻ. À, bằng tiếng mẹ đẻ cũng dùng giới từ in nha các bạn. In their mother tongue, bằng tiếng mẹ đẻ. Now underline in, gạch dưới chữ in cho cô nha. And try to learn them by heart. Chú ý cho cô chữ cụm từ learn by heart ha, học thuộc lòng và cố gắng học chúng thuộc lòng. However, tuy nhiên, others do not, những người khác lại không làm như vậy. Instead, để thay thế vào đó, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way. Ha. À, họ thay vào đó họ viết một hoặc là hai câu ví dụ ha, học một cái từ mới đó, đó là họ đặt ra một câu ví dụ và trong câu ví dụ đó có chứa cái từ mới đó, với mỗi cái từ mới để mà nhớ được cách sử dụng từ cho nó đúng. À, các bạn gạch dưới cho cô cụm từ này quan trọng nè, in order to remember. In order có nghĩa là để mà, và sau in order nhớ cho cô động từ ở dạng to verb, in order to remember, để mà nhớ ha. In order to remember, in order to verb, nhớ nha. Từ in order có nghĩa là để mà, để mà nhớ được cách sử dụng từ cho nó đúng. In the right way, à, cho nó đúng. In order to remember words better. Đó, gặp lại chữ in order to nữa nè, thấy chưa? In order to remember, để mà nhớ được từ tốt hơn. Some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time. Để mà nhớ được từ tốt hơn, vài người học ngay cả viết mỗi từ và cách sử dụng của nó trên một cái miếng giấy nhỏ và dán nó vài nơi trong nhà để mà học nó mọi lúc. À, đồng nghĩa với in order to, chúng ta sẽ gặp so as to ha. In order to verb thì so as cũng là to, to verb đều có nghĩa là để mà. Các bạn muốn dùng cái nào cũng được, in order to cũng được, so as to cũng được. À, nó đều đồng nghĩa hết. Và nhớ sao nó là verb được rồi. In order to verb, so as to verb. Như vậy thì có rất là nhiều cách để nhớ từ. À, có một số người thì học một cái từ đó, người ta đặt thành một cái câu ví dụ ha. Cho một câu ví dụ trong đó có chứa, trong cái câu đó chứa cái từ mới học đó ha, để mà họ nhớ được cách sử dụng từ. Có, bên cạnh đó có một vài người, có vài người thì viết mỗi từ và cách sử dụng trên những cái tờ giấy nhỏ. Ở nhà mình có cuốn tập nháp đó, là cuốn tập mà mình đã xài phân nửa, còn phân nửa đó cắt ra ha, đừng có bỏ phí ha. Chúng ta viết những cái từ mình mới học lên, viết cách sử dụng của nó lên những cái tờ giấy đó, rồi xong rồi chúng ta dán, chúng ta dán ở cái góc học tập của mình ha. Và có nhiều người ta còn dán rất là nhiều nơi trong nhà ha.
góc học tập, phòng khách, phòng ăn, để khi vô phòng khách cũng gặp nó ha, khi vô phòng ăn ngồi ăn cơm cũng thấy nó, thậm chí phòng ngủ họ cũng dán rồi, mỗi lần vô ngủ là thấy nó ha, đi đâu cũng thấy nó, thì nó đập vô mắt chúng ta nhiều lần thì chúng ta tự khắc nhớ nó tốt hơn. Ok, đó cũng là một cách học hay nha các bạn. Rồi các bạn xem còn cách nào học tập nữa hay không nè. Many language learners do not try to learn on new words they come across. À, nhiều ha, nhiều người học à, nhiều học tiếng à, họ không cố gắng học tất cả những từ mà họ gặp qua. À, gạch dưới cho câu chữ try to learn, ôm lại công thức này, sau try là to verb ha. Come across, gạch dưới chữ come across nè, là qua, tình cờ gặp đó. Không phải gặp từ nào tôi cũng học từ đó hết, không có vậy ha. Nhiều người họ không cố gắng học tất cả những từ mới mà họ gặp qua. They usually underline or highlight only the words they want to learn. Họ thường gạch dưới hoặc làm nổi bật chỉ những từ mà họ muốn học thôi. À, đọc một đoạn văn thấy rất là nhiều từ mới, nhưng mà không phải từ nào họ cũng học đâu, mà họ chỉ học những cái từ khóa trong đoạn văn đó, những từ quan trọng trong cái đoạn văn đó. À, điều này giúp cái gì nè? This helps them remember important words. Điều này giúp cho họ nhớ được những từ quan trọng. À, học nhiều quá chúng ta không có nhớ được những từ quan trọng trong bài. Họ những cái từ quan trọng họ chỉ học thôi. À, giúp cho họ nhớ được từ quan trọng. À, ôm lại công thức này là các bạn. Help somebody do something nè. Sao help là người ha. Sao người là vật không cho cô ha. Vật nguyên mẫu nha. This helps them remember important words. Ok. Rồi chúng ta coi những cách khác nhau nữa nha. There are also different ways of learning the same number of words. Cũng có những cách khác nhau trong việc học cùng một số lượng từ. For example, ví dụ, if you try to learn 10 words in 2 days, you can do so in 2 ways. À, nếu hôm nay cô giao cho các bạn 10 từ về nhà để học, thì các bạn sẽ học theo hai cách, à, học trong 2 ngày ha, 10 từ học trong 2 ngày. Các bạn có thể học theo hai cách sau đây ha. Có 10 từ cô giao rồi, trong vòng 2 ngày đó thuộc hết cho cô đi, thì chúng ta có thể học theo hai cách sau đây. You can learn the first 5 words the first day and then learn the other 5 the next day. À, bạn có thể học chia 10 từ đó làm đôi ha. À, 5 từ đầu tiên mình học vào ngày đầu tiên. Rồi ngày hôm sau mình lại học 5 từ kế tiếp ha. Như vậy mình đã học được hết 10 từ. However, because revision is necessary. Bởi vì cái sự ôn luyện thì rất là cần thiết ha, necessary. Bởi vì cái sự ôn luyện nè, sự ôn tập trong cái việc học từ nè, rất là cần thiết. Revision is necessary. You can learn all the 10 words the first day and revise them the next day. À, cách học thứ hai nè, bạn có thể học ngày đầu tiên hết 10 từ luôn. Có 2 ngày để học 10 từ của cô giao. Ngày đầu tiên lôi hết 10 từ đó ra học luôn. Rồi ngày thứ hai làm gì? Có ngồi chơi không? Đương nhiên là không rồi. Ngày thứ hai chúng ta lấy lại 10 từ đó, chúng ta ôm lại. Điều này giúp cho chúng ta cái gì đây? This helps you practice the words more time. Điều này giúp cho bạn luyện tập được từ nhiều lần hơn. À, rõ ràng là như vậy. Thay vì chia ra làm đôi, ngày đầu học 5 từ, ngày thứ hai học 5 từ, thì chúng ta chỉ học được cái từ đó một lần thôi. Nhưng nếu ngày đầu chúng ta học hết 10 từ, ngày thứ hai chúng ta lấy 10 từ đó chúng ta ôn luyện, thì một từ đó chúng ta được học lại 2 lần. Đúng không các bạn? À, tùy các bạn thấy cách nào tốt, cách nào hay cho bản thân mình, các bạn lựa chọn một cách học từ cho cô. Cô nhắc lại, học từ trong tiếng Anh rất quan trọng. Mở một cái đề kiểm tra ra mà chúng ta đọc từ trên xuống dưới, từ nào chúng ta cũng không biết hết trơn là thấy thua rồi, đúng không? Muốn làm được bài, chúng ta phải hiểu nghĩa của từ, phải biết loại từ đó ha, phải biết cách dùng giới từ như thế nào. À, đó là cái học từ nó quan trọng như vậy, thì chúng ta phải cố gắng ha. Qua cái bài này các bạn, người ta hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều cách học từ, các bạn hãy rút ra một cách cho chính bản thân mình ha, để mình học tiếng Anh có hiệu quả nha các bạn. Now, language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. À, chú ý ha. Những người học tiếng nên cố gắng ha, những cách khác nhau trong việc học từ để mà tìm ra cái cách tốt nhất cho chính họ. Now, ask yourself the question. Hãy tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi. How should I learn words? Tôi nên học từ như thế nào đây? Bằng cách nào đây? Ha. À, như vậy thì chúng ta tự bản thân chúng ta tìm ra cách
Mình có thể sáng tạo ra những cách khác ngoài những cách trong cái bài đọc hôm nay. Chúng ta có thể sáng tạo ra những cái cách khác cho chính bản thân mình ha. Đó, cái cách học đó của mỗi cá nhân chúng ta ha, tùy chúng ta thôi ha. Quan trọng nhất cuối cùng chúng ta nhớ được từng là ok rồi ha, là ok. Rồi, sau khi đọc bài rồi, hiểu được cái bài này rồi, chúng ta sẽ giải quyết cái bài tập trong sách giáo khoa nha các bạn, ở trang 50. À, nhưng mà nhớ trước khi giải quyết những cái bài tập, chúng ta phải đọc lại cái đoạn văn một cách cẩn thận cho cô nha. Now read the passage carefully. À, nhớ đọc lại thật cẩn thận, hiểu thật kỹ cái đoạn văn nói gì, chúng ta mới bắt đầu giải quyết bài tập nè. Now exercise 150, ở trang 50 chúng ta có bài tập số 1 nè các bạn. Bài tập này ta yêu cầu mình đánh true or false thôi ha. True or false. Đọc cái câu đó à, nhìn nhớ sách thôi, có 4 câu thôi à. Đọc 4 câu và chúng ta quyết định xem theo ý của trong bài nó là đúng hay sai. Nếu đúng đánh vô true, nếu sai đánh vô false. Theo ý của bài nha, chứ phải theo quan điểm cá nhân của mình nha các bạn. Cô nhắc đi nhắc lại, làm true false phải theo ý của cái bài, theo ý của cái đoạn văn ở trên. Này, all language learners write the meaning of new words in their mother tongue. À, tất cả những người học tiếng đều viết nghĩa của từ mới à, bằng tiếng mẹ đẻ. Rồi nhớ đọc kỹ nha. Ở cái câu này chúng ta đọc kỹ cho cô à, ở đoạn thứ nhất á. Ở đoạn thứ nhất, trang 49, đọc kỹ đoạn thứ nhất là chúng ta làm giải quyết được câu này. Nào B. Some learners write examples of words they want to learn. À, vài người học viết những câu ví dụ của mà có chứa cái từ đó đó, chứa cái từ mà họ muốn học á. Nha, à, các bạn đọc kỹ, đọc thật kỹ cho cô. À, đọc thật kỹ cho cô bài tập để chúng ta giải quyết. Now see, every learner tries to learn all new words they come across. Mỗi một người học đều cố gắng học tất cả những từ mới mà họ gặp qua. Có phải mỗi người học đều à, gặp từ nào học từ đó không? À, đọc cho kỹ ha, rồi giải quyết ha. Là đi. Many learners only learn new words that are important. Rất là nhiều người học chỉ học từ mới mà họ thấy nó quan trọng thôi. Rồi chúng ta quyết định ha, chúng ta quyết định làm đi rồi cô sẽ sửa, chúng ta dò đáp án với cô nha. Rồi sửa nha, câu thứ nhất nè. False, tại sao false? Đâu phải tất cả những người học tiếng đều viết nghĩa của từ mới bằng tiếng mẹ đẻ đó đúng không các bạn? À, chỉ có some thôi, some learners thôi đúng không? À, chúng ta sửa lại ha, false. Nào B, true, đúng rồi. Vài người học viết những câu ví dụ có chứa từ, đúng rồi, chép vô ha. Nào C, à, có phải mỗi một người học đều cố gắng học tất cả những từ mới mà họ gặp qua không? À, đương nhiên là không phải rồi đúng không các bạn? À, chỉ có nhiều người học thôi. Many thôi các bạn, đọc đoạn thứ 3 ở trang 49 á, mở lại đoạn thứ 3. Many language learners ha, chỉ có nhiều người học thôi chứ không phải là mỗi một người học ha. Phải là tất cả là chỉ có nhiều thôi. Now false. Now đi. Many learners only learn new words that are important. Câu này đúng ha, rất nhiều người học chỉ học từ mà họ cảm thấy quan trọng thôi. Rồi chúng ta chép đáp án vào tập nha, chép hết cái phần này vào tập hết cho cô nha. Rồi chép xong rồi chúng ta sẽ qua bài tập thứ 2. Bài tập thứ hai. Cô nhắc lại nếu các bạn không kịp, các bạn cứ lên trang web của trường, các bạn coi lại cái video để chúng ta coi lại cái clip để chúng ta chép lại hết cho cô nha. Rồi bài tập thứ hai nè. Bài tập thứ hai cũng trang 50 luôn các bạn, đó là trả lời câu hỏi. Answer the following questions, trả lời câu hỏi ha. Này, do learners learn words in the same way? Có phải những người học học từ à, giống hết các bằng những cách giống nhau hết không? À. Now B, why do some learners write example sentences with new words? Okay. C, what do some learners do in order to remember words better? Rồi, chúng ta tổng cộng có tới 6 câu, là chúng ta giải quyết 3 câu đầu trước đi ha. 3 câu đầu trước. Rồi, ráng trả lời nha, tự trả lời, tự mình trả lời trước rồi mới dò đáp án với cô nha các bạn. Tự mình trả lời trước đi. Chứ đừng có chép đáp án không, chúng ta không có đưa ra cái quan điểm cá nhân được thì chúng ta không có tiến bộ được ha. Tự trả lời trước cho cô. Rồi sau khi trả lời được câu A rồi chúng ta mới dò đáp án nè. No, learners
learn words in different ways. Những người học học từ bằng những cách khác nhau. Quá rõ ràng, mình đọc cái đoạn văn mình thấy có rất là nhiều cách học, không phải ai cũng có cách học giống nhau ha. Mỗi người có một cái quan điểm riêng, thấy cách nào hay họ theo cách đó ha. Là bí tại sao người học lại viết những câu ví dụ có chứa từ mới? Because these sentences help them remember the use of new words. Những cái câu này giúp họ nhớ được cách sử dụng của từ mới ha. Ok, là see. To remember words better, để mà nhớ được từ tốt hơn. Learners write examples with the words and their meaning on stickers, underline or highlight them. Có rất là nhiều cách ha. Cách nào thấy phù hợp thì họ làm thôi. Rồi chúng ta chép hết ba cái đáp án này vô cho cô nha. Chép hết vào tập đi, bây giờ chúng ta chép hết vào tập. Rồi, cô chuyển qua ba câu cuối nha. Nào đi. Why don't some learners learn all the new words they come across? Tại sao vài người học lại không học tất cả những từ mới mà họ gặp qua? Nãy cô mới giảng đó, lục lại bài đi ha, lật lại cái bài đọc đi, rồi chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Nào ý. What is necessary in learning words? Cái cần thiết, cái gì cần thiết trong việc học từ? What is necessary in learning words? Now F, how should you learn words? Bạn học nên học từ bằng cách nào? Cái này các bạn tự tìm ra câu trả lời cho mình nha. Cái này có câu F, câu cuối cùng là các bạn phải tự trả lời cho bản thân mình. Tôi nên học từ như thế nào? Ha. Ok. Now answer, trả lời ha. Giờ đáp án với cô nè. They may think they can't do so, instead they learn only important words. Không học tất cả những từ họ gặp qua, họ nghĩ họ không thể làm như vậy. Thay vào đó họ chỉ học những từ quan trọng thôi. Thấy từ nào quan trọng tôi học thôi. Nào ý. Revision is necessary in learning words. Đương nhiên sự ôn luyện là cần thiết nhất trong việc học từ. Nhớ nha, chúng ta phải ôn luyện mỗi ngày. Nào F. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best. Chúng ta là những người học, chúng ta nên tìm ra cái cách học từ tốt nhất cho bản thân chúng ta. Tìm ra được cái nào là tốt nhất cho bản thân chúng ta. Rồi, chúng ta chép hết đáp án vào cho cô nha. Chép hết vào cho cô. Nhớ ha, qua bài này chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc học từ. Thì chúng ta phải tự mình tìm ra cái cách học nào phù hợp nhất, tốt nhất cho bản thân mình. Có nhiều bạn cũng có cách học đó là viết mỗi từ như vậy nhiều lần ha. Ví dụ bữa nay học từ come across là tình cờ gặp. Bạn lấy những cái cuốn tập mình xài phân nửa rồi đó, còn phân nửa dư đó, những tờ giấy trắng đó, bạn lấy ra bạn tận dụng mà viết nhiều lần. Viết come across ha, vừa viết, vừa đọc tiếng Anh, vừa nhớ nghĩa tiếng Việt ha. Tình cờ gặp come across ha, nhiều lần như vậy thì cũng là một cách học ha, cũng là một cách học. Rồi, bài đọc của hôm nay chúng ta đến đây là chấm dứt ha. Đến đây là hết. Rồi, chúng ta có bài tập về nhà nè. Nhớ quan trọng lên vocabulary đó, mới học cách học từ đó. Bây giờ áp dụng đi. Học từ vận cho cô ha. Áp dụng. Và hôm sau mỗi người trả lời cho cô biết mình đã nghĩ ra cách học từ nào, chọn ra cách học từ nào tốt nhất cho bản thân mình ha. Nhớ nha, mỗi người trả lời cho cô nha. Do exercise C sẽ có bài tập kèm theo. Các bạn phải làm bài tập cho cô nha. Và chuẩn bị phần tiếp theo cho tuần 11, đó là phần write ha, phần write ở trang 50 51. Ok, now stop here. Bye. Bye and see you.